Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sư Huynh. Quý vị các bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lại là một đêm dài vắng lặng ở Đại Miếu Hải Thần, An Thủy Thành. Trường Thọ huynh. Tượng thần Thảm Ngọc bên kia phát ra từng sợi thần niệm kèm theo tiếng hô gọi. Lập tức, tượng chủ thần giống như có người phản ứng. Hai sợi thần niệm cùng nhau tiến vào mộng cảnh. Sau khi tiến vào, Ngao Ất thấy được thân ảnh đang lặng lặng đứng dưới chân tượng thần. Ngao Ất bước nhanh về phía trước, đôi mắt y lập lòe ánh sáng, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy thần thái sáng láng. Trường Thọ huynh, phụ vương ta đã bắt đầu điều động binh lực. Tây Phương Giáo những kẻ kia rình mò Long tộc chúng ta đã lâu như vậy. Lần này nhất định phải khiến bọn chúng nhận ra rằng Long tộc chúng ta không dễ bắt nạt đến thế. Nghe lời nói ấy, trong đáy lòng Lý Trường Thọ đại khái trái lại không có gợn sóng, vì chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Hiện nay, Long tộc có ngạo khí ngút trời sẽ không có khả năng chưa đánh đã lui. Nhưng sự tình sau đó sẽ cần một vài tính toán nhỏ nhỏ. Không thể đuổi cùng giết tận Tây Phương Giáo, tránh việc đánh tiểu nhân lại dẫn tới lão nhân. Cũng không thể gây thương vong quá nhiều cho phàm nhân, khiến cho mình tăng thêm nghiệp chướng. Lý Trường Thọ nói, chớ để mất cảnh giác, lần này kẻ chúng ta phải đối phó không phải là địch nhân bình thường. Huống chi nếu như phải dẫn tới chiến tranh thì sẽ không khỏi có thương vong xảy ra. Đây đương nhiên chẳng phải việc vui vẻ gì. Trường Thọ huynh nói rất đúng. Ngao Ất thu liệm ý cười, chắp tay vái một cái, trên mặt lộ ra vẻ hổ thẹn. Sau đó Ngao Ất lại thuật lại hành động của mình 2 ngày nay. Theo lời dặn dò của Lý Trường Thọ, y chạy về Long Cung Đông Hải để trần thuật lại sự việc cho phụ vương. Đông Hải Long Vương suy nghĩ một hồi rồi triệu tập tất cả trưởng lão Long tộc đến cùng thương nghị. Chỉ có 1-2 vị quy tiên lão là cảm thấy họ không nên cứng đối cứng với Tây Phương Giáo. Còn các vị trưởng lão còn lại thì lòng đầy căm phẫn, không ngoài dự đoán tất cả đều đồng ý chiến một trận. Ngao Ất dùng thanh âm trấn định nói, lần này phụ vương quyết định phái ra 3 vạn tiên giao binh, hơn 600 cao thủ Long tộc và 12 vị lão Long cảnh giới kim tiên. Nếu như tình hình chiến sự khẩn cấp, mấy vị trưởng bối trong tộc cũng đã chuẩn bị đầy đủ thời gian tham chiến. Lý Trường Thọ, đáy lòng hắn thoáng có chút cảm giác tội lỗi. Không như hắn, đại huynh đệ Long tộc thật đúng là quá thành thật. Động một cái là 12 kim tiên, 600 cao thủ Long tộc, 3 vạn tiên giao binh. Nếu không cân nhắc đến các nhân tố bất ngờ nào khác, binh lực cỡ này đã đủ để diệt một cái đại tiên tông. Không động thì thôi, một khi đã động chính là băng sơn địa liệt, sóng cuộn biển gầm. Long tộc có thể sinh tồn được từ viễn cổ cho tới nay, đương nhiên là có chỗ lợi hại riêng. Lý Trường Thọ không khỏi có chút chột dạ, Long tộc gióng trống khua chiêng như vậy. Nếu Tây Phương Giáo bên kia chỉ tới hơn 10 vị đại yêu cảnh giới chân tiên, như vậy thì rất lúng túng. Ngao Ất hỏi, Trường Thọ huynh còn câu chuyện muốn nhắc nhở sao? Ta đây sẽ phải đi cùng mấy vị thúc bá chạy đến Nam Hải trên biển. Ất huynh, tu vi ngươi còn thấp, không thích hợp tham chiến cho lắm. Ta là đại hộ pháp của Hải Thần Giáo, sao có thể vắng mặt ở trận chiến này được? Ánh mắt Ngao Ất lộ rõ sự kiên định. Ta đã nhận nhiều công đức như vậy rồi, nhất định sẽ vì tộc nhân, tín đồ của mình mà đổ máu, dốc sức liều mạng. Phụ vương đã chỉ thị ta làm thống soái, lần này nhất định phải đẩy lui cường địch. Trái lại Trường Thọ huynh, trận chiến này huynh không cần phải lo lắng, cũng không cần phải tham gia. Ta sao lại không lo lắng? Nếu như vậy, lúc đó ngươi nhớ ưu tiên bảo vệ chính mình, không nên cậy mạnh. Mấy ngày nay, ta đã soạn xong kế sách đối phó quân địch, để trong một cái túi màu xanh đặt cạch tượng thần của chúng ta. Ngươi có thể để cho mấy vị cao thủ đi trước, âm thầm đến lấy đi. Trong đó còn có thư gửi cho ngươi nữa. Ta cũng hơi phóng đại tính nghiêm trọng của sự việc quá. Chỉ cần ngươi có thể thực hiện được kế sách của ta đưa ra, Long tộc tiến, có thể lui nữa. Chỉ cần không phải cao thủ có lực lượng siêu việt cả thiên địa ra tay, trận chiến này khẳng định không có quá nhiều thương vong. Ngao Ất trừng mắt nhìn, lập tức nghĩ tới điều gì thấp giọng. Kế sách đẩy lui quân địch này, thế nhưng là... Lý Trường Thọ nở nụ cười cao thâm mặt chắc, cũng không nói thêm gì nữa. phất tay một cái, mộng cảnh tiêu tan. Trên tiểu quỳnh phong của Độ Tiên Môn, Lý Trường Thọ tập trung tinh thần, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Cùng lúc đó, trên Long Cung trong Đông Hải, Ngao Ất theo lời Lý Trường Thọ nhờ một vị cao thủ Long tộc có sở trường phi hành xuất mã, mau chóng đến An Thủy Thành, âm thầm lấy đi phương pháp đẩy lui quân địch này. Chờ vị kim tiên Long tộc này, Đằng Vân Giá Vũ nhanh chóng bay trở về Long Cung Đông Hải, thì 3 vạn thủy quân Long Cung đã ở đáy biển chuẩn bị sẵn sàng. Nhị thái tử Ngao Ất nắm chức thống soái, thân mặc một chiến giáp ngọc bích, sau lưng còn có mấy vị cao thủ khí tức cao thâm theo bên cạnh bảo vệ. Một vị cao thủ xa xa truyền âm: "Điện hạ, đã lấy về rồi." Ngao Ất đang đi qua đi lại dưới đáy biển, hai mắt tỏa sáng, lập tức đi lên đón tiếp: "Làm phiền thúc thúc bôn ba." Vị cao thủ Long tộc kia hóa thành hình người phiêu nhiên đi tới, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hòm gỗ vuông vức dài chừng 2 thước, được bao bọc cẩn thận trong vải xanh. Ngao Ất cùng với rất nhiều cao thủ Long tộc tỏ ra sững sờ trước bức thư đồ sộ của vị giáo chủ kia. Ngao Ất vội vàng dùng tiên lực bao hòm gỗ để nó khỏi bị áp lực của nước ép vỡ. Sau khi mở hòm gỗ, y thấy được mấy chồng thẻ trúc được đặt vô cùng chỉnh tề. Trên đống thẻ trúc còn có một ngọc phù truyền tin. Cầm lấy ngọc phù, Ngao Ất dùng tiên thức kiểm tra, rất nhanh thấy được mấy câu đơn giản: "Ngộ biến tòng quyền, không thể thuật lại nguyên do rõ ràng. Sau đó ngươi hãy làm theo trình tự ghi trong này, tổng thể có 26 bước. Bước đầu tiên nhất định phải đọc trước chiến lược hành quân, đọc xong rồi có thể hiểu được bước tiếp theo thứ hai." Ngao Ất thu hồi ngọc phù, cúi đầu tìm, rất nhanh liền tìm thấy một cái thẻ trúc. Từ từ mở thẻ trúc, chữ viết phía trên rất rõ ràng, văn tự được khắc trên thẻ phảng phất như có một loại ma lực nào đó, làm cho Ngao Ất rất nhanh liền xem đến nhập tân. Không bao lâu sau, Ngao Ất đã đọc xong quyển thứ nhất. Thoáng cân nhắc, Ngao Ất quyết định làm việc theo như kế sách này. Y lập tức lấy ra Cửu Long Ngạo Thiên đại ấn mà phụ vương ban cho, cao giọng: "Chư vị, sư bá, sư thúc, các vị đồng tộc, xin lập tức phân chia binh lính đi trước. Một thành binh mã sẽ xuất phát trên mặt biển, dùng đường thủy vào Nam Hải, nhưng phải thu liễm hơi thở, không nên treo cờ, không nên rêu rao. Đại quân còn lại che giấu hành tung rồi hướng Bắc đi đường vòng, theo địa mạch từ Đông Thắng Thần Châu tiến vào Nam Thiên Bộ Châu để tránh đi sự dò xét của chúng tiên, nhanh chóng đến Tây Nam Châu." Một cao thủ Long tộc cau mày nói: "Điện hạ, vì sao phải tách ra?" Ngao Ất nghe vậy đáy lòng lập tức nhớ lại câu nói trên thẻ trúc kia: "Nếu có người hỏi vì sao phân chia binh lực, hãy nhắc tới quân địch các ngươi phải đối phó." Ngao Ất lạnh nhạt: "Thúc thúc, có thể biết được kẻ địch đối phó lần này có binh lực thế nào sao?" Cao thủ Long tộc kia nhướng mày, lập tức không còn nhiều lời nữa. Lại có lão Long nói: "Long tộc chúng ta luôn ngao du trên 9 tầng trời, nào có chuyện chui tới chui lui ở trong lòng đất." Trong đáy lòng Ngao Ất thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ cao thủ sau lưng Trường Thọ huynh chẳng lẽ biết trước tương lai. Vấn đề này cũng được đề cập qua trong thẻ trúc. Lập tức Ngao Ất bình tĩnh: "Đại địa chính là thân thể của đại thần bàn cổ hóa thành, mây mù chính là hơi thở của đại thần, làm sao không thể mượn địa mạch để thông hành?" Lão Long kia trầm ngâm 2 tiếng, khom mình hành lễ, không còn dám nhiều lời. Các cao thủ Long tộc còn lại vốn có dị nghị cũng đều thu lại tâm lý khinh thường với Ngao Ất. Lập tức thủy quân Long tộc tách ra về phía Tây Nam Thiên Bộ Châu, một nam một bắc, một minh một ám. Ngao Ất lại dặn dò: "Kính xin các vị trưởng lão ra tay giúp đại quân Long tộc che lấp thiên cơ." "Thái tử điện hạ xin yên tâm." Một vị lão Long tóc trắng xóa cười nói: "Đã làm xong." Ngao Ất gật đầu, cầm thẻ trúc trong tay nhìn lại một lần, rất nhanh đã đọc xong liên tiếp mấy thẻ trúc bên dưới. Có xa giá giao long chạy tới, Ngao Ất và các vị cao thủ Long tộc ngồi trong đó cũng đi đường biển để thu hút sự chú ý của quân địch. Tranh thủ trên đường đi tới Nam Hải, Ngao Ất bắt đầu đọc qua hết 26 tấm thẻ trúc. Sau chiến lược hành quân chính là chiến lược tổng luận, được chia thành lựa chọn chiến cục, chiến lược mai phục, quyền trung hạ, chiến lược dụ địch. Sau chiến lược dụ địch lại phân chia thành 3 nhánh, dựa vào phản ứng của đối phương mà lựa chọn kế sách đối phó. Tiếp đó còn phải cẩn thận phân tích tình hình. Không bao lâu, Ngao Ất cầm thẻ trúc, đọc càng say mê. Không hổ là cao thủ nhân giáo, những kế sách này được cân nhắc quá mức chu toàn, quả thực khiến cho người ta thán phục. Rất nhanh, Ngao Ất theo lời dặn của thầy Trúc, vừa cười vừa lấy ra quyển chiến lược mai phục. Trước tiên để cho các vị cao thủ Long tộc cùng lý giải những thứ này. Các vị sư thúc sư bá, hãy xem phương pháp bố trí mai phục này, đúng là rất hiếm thấy. Mấy vị cao thủ Long tộc mỉm cười gật đầu, vốn cũng không để tâm. Cả bọn cầm 3 tấm thẻ trúc này lên quan sát, rất nhanh tất cả đều lộ vẻ mặt nghiêm túc. Chia ra chẵn lẻ, chia thành tốp nhỏ, chia ra hành quân nhưng lại thống nhất một cách thần kỳ. Mai phục tầng ngoài để dụ địch khiến địch không phân biệt được rõ tình thế. Mai phục tầng tiếp theo để đả thương địch thủ. Sau đó còn có mai phục ở tầng giữa, tầng sâu, binh lực dự bị, nhịp nhàng ăn khớp, quá thực lợi hại. Đây là nguyên do năm đó nhân tộc thắng được hai tộc Vu, Yêu. Nhưng mà, mặc dù bọn họ đối với phương pháp mai phục như vậy cảm thấy rất hay, nhưng cuối cùng lại đề nghị không dùng những mưu kế có chút gian trá này. Nhưng Ngao Ất lại nói một câu, hai quân đối chọi sao lại nói là gian trá, so với da mặt mỏng vô vị của mấy vị, ta càng quan tâm tính mạng của tộc nhân hơn. Mấy vị cao thủ Long tộc đồng lứa với Long Vương gật đầu, tuân mệnh mà đi. Pháp lệnh của Long tộc vô cùng nghiêm khắc, mà trận chiến này Ngao Ất giữ ấn soái nên có quyền quyết định mọi thứ. Vì vậy, mấy ngày sau, 3.000 tiên giao binh, hơn 10 vị cao thủ Long cung lén đút đã tới được Nam Hải, ẩn nấp ở khu vực gần phụ cận An Thủy Thành. Hành tung bọn họ tự nhiên không thể lừa được địch nhân, vẫn luôn xem chừng trên đường thủy. Binh mã Long cung này sớm đã bị mấy con muỗi đen theo dõi quan sát. Lại qua mấy ngày, sâu trong lòng đất lần lượt có từng đoàn tiên giao binh hội tụ mà đến. Bọn họ ẩn thân dưới mặt đất cũng không hiện thân. Cho dù cao thủ Long tộc có chú ý cẩn thận tới đâu, phương pháp xóa dấu vết hành động cao minh tới đâu đi nữa, tung tích của những tiên giao binh này vẫn như cũ bị người giám sát. Nhưng mà giám sát bọn họ chính là một người đã an bài thỏa đáng hết thảy mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn, Hải Thần Nam Hải. Lại có mấy người có thể nghĩ tới, Long tộc vẫn luôn tự phụ, vậy mà trong lúc chưa có chuyện gì xảy ra đã vô cùng chú ý cẩn thận chui xuống dưới đất hành tàu. Khi Lý Trường Thọ chứng kiến gần 3 vạn binh mã bắt đầu xoắn ốc đi về phía trước, ở trong một sơn mạch đã chọn trước bố trí một tầng cạn 6 tầng sâu, tổng cộng 7 tầng mai phục. Sau đó các cao thủ hợp lực lại che giấu hành tung. Cuối cùng, tảng đá trong nội tâm của Lý Trường Thọ đã được bỏ xuống 1/5. Mấy ngày nay Lý Trường Thọ cũng không nhàn rỗi. Tại những tòa miếu hải thần dễ dàng bộc phát xung đột với tín đồ nhất, hắn an bài thần sứ đáng tin cậy và đạo nhân giấy, rồi lại để thần sứ trấn an tín đồ thật ổn thỏa. Đối phương đại khái định mượn xung đột của tín đồ phàm nhân để ra tay. Quả nhiên, đại quân Long tộc ở vị trí mai phục mới có 6 ngày, một giáo phái tới gần Hải Thần giáo đã hội tụ phần lớn tín đồ, bắt đầu dũng mãnh lao về vài tòa thành lớn của Hải Thần giáo. Thật sao, vượt thành dùng binh khí đánh nhau. Thế lực các quốc gia phàm tục phái binh giám sát, nhưng bọn họ cũng không dám trêu chọc những giáo phái này. Mà đám tín đồ này dĩ nhiên là muốn nện miếu Hải Thần. Kỳ thực phần lớn bọn họ đều là người nghèo khổ. Đại bộ phận người tham gia việc này là bởi vì một chút tiền công nhận được để mưu sinh. Lý Trường Thọ không muốn dính lấy nghiệp chướng nên tự nhiên sẽ không ra tay tàn nhẫn với họ. Mà trong kế sách đẩy đuôi quân địch đưa cho Long tộc cũng đã đề cập qua nhiều lần, tuyệt đối không thể gây thương tích đến phàm nhân. Vài ngày sau, mấy ngàn tín đồ giáo phái khác tìm đến trước một tòa miếu Hải Thần giáo ở ngoại thành. Vào ban trưa, sắc trời ảm đạm. Trước miếu Hải Thần, một gã thanh niên trai tráng, tay giơ một thanh côn dài, ầm ĩ hô to. Hải Thần Nam Hải là ác thần chuyên đi mê hoặc lòng người, phá hủy nơi đây, khiến cho nhiều người phải tiếp nhận Lê Mã Thần của chúng ta, đập. Lập tức mấy ngàn phàm nhân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn giơ cuốc sắt, cầm côn gỗ, đao bổ củi, hô hào khẩu hiệu, đổ về hướng đại môn đang đóng chặt của miếu Hải Thần. Nhưng cách mấy ngàn người đang chạy chỉ tới còn 10 trượng, đại môn Hải Thần đột nhiên mở ra. Hai tráng hán cường tráng nhảy ra ngoài giận dữ hét lên. Chậm đã! Đám người lập tức bị hai người đại hán có vẻ hung ác này dọa hết hồn. Từng người đều có vẻ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bước chân dừng lại. Xen lẫn trong đám phàm nhân, mấy đạo bóng đen đang muốn xuất thủ lúc này cũng thoáng nhíu mày, tạm thời quan sát. Đại hán bên trái lớn tiếng hỏi đám người: "Các người là người tới nện miếu hải thần của chúng ta phải không?" Thanh niên tiên phong lúc nãy kiên trì hô lên: "Không sai, các người đám giả mạo thần linh là ác thần." "Mời." Hai chàng hán cùng giống to, đồng thời nghiêng mình làm ra động tác mời. Một người móc từ trong ngực ra một cái trống nhỏ, cầm trong tay vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Gã đại hán còn lại thì hắng giọng theo tiết tấu của trống bắt đầu hô từng câu: "Chúng ta đều đồng hương, ta có đôi lời xin hãy nghe giảng. Tường thần trong miếu đập cứ đập, chớ có đau lòng người quá giang. Đại môn đây rộng 2 trượng, các vị đừng tranh chớ vội vàng. Người trước phá cửa sau hủy tường, phá cả môn đình lẫn tượng thần tan hoang. Các vị chớ có hoảng hốt, mỗi người một trưởng liền sập banh nát. Tượng thần không đáng mấy đồng, hỗn loạn cẩn thận mất mạng nhỏ của các anh. Các vị huynh đệ, ta xin mời mọi người vào nhanh." Đập xong rồi thì nghỉ ngơi một lát, đằng sau vẫn còn trận tiếp theo đánh phá thả phanh. Nói xong, hai tên đại hán đối với đám người chắp tay mời chào, tiếng đọc giáp cũng theo đó mà dừng lại. "Tốt, lại hát thêm một đoạn, đang hay." "Thêm cái gì mà thêm, các người nghe hát thì như thế nào?" Giữa tràng tiếng ồn ào, hai đại hán kia lập tức quay vào trong thần miếu. Trước mắt bao người, cả hai người nhanh như chớp lao đến hậu viện thần miếu rồi trèo tường chạy. Một đám người nhất thời chẳng hiểu gì, nhưng vẫn có người xông vào, kéo theo một đám khác đập phá bức tượng, chạy vào trong thần miếu. Dưới lòng đất, đạo nhân giấy mà Lý Trường Thọ ký thác âm thầm mỉm cười. Có thể không tăng nghiệp chướng, thần miếu bị đập cũng chỉ là chút tài vật của Hải Thần Giáo bị tổn thất mà thôi. Lúc này, trong một động phủ tại biên giới Tây Ngưu Hạ Châu, Văn Tịnh đạo nhân thông qua huyết muỗi khô lỗi âm thầm quan sát được, thấy một màn này cũng thoáng có chút mờ mịt. Đây là có ý gì? Nhưng rất nhanh, huyết muỗi khô lỗi mà Văn Tịnh đạo nhân âm thầm bố trí phát hiện ra hơn 10 cỗ khí tức long tộc đang chạy tới hướng miếu hải thần bị đập. Mà đại quân long tộc bên kia cũng bắt đầu lập tức trồi lên trên mặt biển. Khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân nhếch lên, tiếp tục xem trò vui, cùng với đợi thời cơ tốt nhất để thả các con của mình ra. Trơ mắt nhìn tượng thần của mình bị đập, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn rất bình tĩnh, không có một chút cảm xúc dư thừa nào. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng thay cho Ngao Ất. Tượng thần của Ngao Ất được làm bằng chất liệu vô cùng đắt đỏ, nên bị những phàm nhân kia phá hủy chia nhỏ làm của riêng. Toàn thân bức tượng tràn nhập chữ thảm. Kỳ thực cũng chỉ có Lý Trường Thọ đau lòng vì tiếc của, và cũng chỉ có nghèo mạt kiếp như hắn mới thấy xót xa. Trừ Ngao Ất nhung lụa từ bé, chút tiền của này đâu có để vào mắt. Tình huống lúc này, trước đây khi Lý Trường Thọ lập kế hoạch tự hủy thần giáo cũng đã từng nghĩ đến. Bây giờ long tộc đã bố trí xong mai phục, chỗ nào đặt vào chỗ đó, những gì được Lý Trường Thọ có thể an bài đều đã được hoàn tất. Nhưng trong lòng Lý Trường Thọ vẫn là lo lắng không dứt, không thể cảm thấy an ổn. Hắn đâu phải loại người có thể an ổn ngồi tại Tiểu Quỳnh Phong quan sát trận chiến vạn dặm, bàn tay bố trí sát cục. Đẹp trai phong cách cũng không có ích gì. Đối với hắn, sống sót mới là đạo lý quyết định, trường sinh mới là mục tiêu lớn nhất đời. Bởi vậy mà tại thời điểm Hải Thần Giáo vừa xuất hiện vấn đề, đại chiến còn chưa nổ ra, Lý Trường Thọ đã bắt tay vào suy tính sự tình hậu chiến. Đi trước một bước nhất định phải tính mấy, phải làm mười mấy bước. Sự việc lần này nếu láo động quá mức, Tây Phương Giáo bị đánh quá thê thảm, Hải Thần Giáo của hắn chắc chắn sẽ bị Tây Phương Giáo chú ý càng nhiều. Mặc dù chuyện như vậy không có nhiều khả năng dẫn tới thánh nhân ra tay tính toán với Hải Thần Giáo, nhưng cũng không thể không tính đến. Thế lực Tây Phương Giáo đâu phải chỉ có mỗi nhị vị thánh, đệ tử của hai vị thánh nhân lão gia cũng không ít. Mặc dù danh tiếng bọn họ không sánh bằng Thập Nhị Kim Tiên Xiển Giáo hay Bát Đại Đệ Tử Tiệt Giáo, nhưng suy cho cùng thì thực lực chưa hẳn đã chênh lệch quá nhiều. Nhất là còn có con mũi cái Văn đạo nhân. Suy đi tính lại, Lý Trường Thọ vẫn chưa trở thành kim tiên, vậy mà đã muốn âm thầm phân cao thấp cùng với các vị tiền bối này, ám ám muội muội cùng nhau đấu sức. Đoán chừng hắn làm loại chuyện này nhiều lần, sau này sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Lý Trường Thọ tiếp tục tập trung tâm thần và đạo nhân giấy dùng để xem xét các nơi. Đại quân Long tộc được bố trí mai phục dưới đất, chỉ có Ngao Ất cùng với mấy vị cao thủ Long tộc và 3.000 tên binh giao đang tập kết tại Nam Hải. Lúc này mười mấy vị cao thủ Long tộc đang tụ tập về hướng tượng thần đang bị đập phá, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở thần miếu. Nếu đoán không lầm, bọn họ chắc chắn sẽ bị Tây Phương Giáo phục kích. Những cao thủ Long tộc này trước đó đã được Ngao Ất truyền chỉ lệnh ra dẫn dắt nếu như bị phục kích thì phải làm thế nào để tự vệ. Luận về nhử môi, trọng tâm thực chất chính là Ngao Ất và 3.000 binh mã kia. Thời điểm Ngao Ất động binh mới là thời điểm dụ địch lộ diện. Về sau cũng chỉ là nhìn xem vị thiếu niên nhị giáo chủ sẽ thể hiện thế nào. Tất cả đối sách chiến lược mà Lý Trường Thọ chuẩn bị kỹ càng đều đã giao hết cho Ngao Ất. Phía hùng trại Vu Nhân Thần Sứ lúc này đã tập kết hơn 300 người. Lý Trường Thọ cho 2 đạo nhân giấy ngụy trang thành Tráng Hán trà trộn vào bên trong đám thần sứ, ẩn núp ở một chỗ trong sơn cốc nơi mà Long tộc đang mai phục. Tính toán tại thời điểm chiến sự nổ ra sẽ bộc phát một lượt rồi lặng lẽ rút lui về phía sau tránh sự chú ý. Mặc dù địch nhân vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lý Trường Thọ dựa vào xu thế trận chiến cũng có thể đoán ra được đại khái. Điều khiến hắn lo lắng nhất bây giờ đó là Tây Phương Giáo có thể tra rõ quan hệ giữa mình và Hải Thần Giáo. Sau khi trầm ngâm 2 tiếng, Lý Trường Thọ cưỡi mây chạy như ma đuổi đến Bách Phạm Điện phá tiên phong. Vừa bay đến cửa Bách Phạm Điện, trong lòng hắn liền có cảm ứng. Đánh nhau rồi. Nhanh chân vọt một cái, Lý Trường Thọ tới phía trước pho tượng 3 nghĩa sĩ can đảm đứng chắp tay. Tâm thần ký thác trên mấy đạo nhân giấy, trong đáy lòng hiện ra một vài hình ảnh. Quan chiến. Miếu Hải Thần bị đập, hộ pháp Long tộc đã đuổi đến. Mấy cỗ chân thân thương long hiển hiện. Long ngâm gầm thét vang vọng khắp công trung. Giáo chúng phàm nhân của Lê Mã Thần Giáo lập tức thất kinh, hoảng loạn bỏ chạy như bầy ong vỡ tổ. Một phần nhỏ thì vội vàng quỳ xuống, gia nhập Hải Thần Giáo ngay tại chỗ. Quá trình này hẳn cũng không gia tăng nghiệp chướng gì cho hắn. Ngay vào lúc hỗn loạn này, biến cố đột ngột phát sinh. Bên trong giáo chúng Lê Mã đang hỗn loạn, mấy đạo bóng đen xuất hiện bay đến không trung tập kích đám hộ pháp Long tộc. Lý Trường Thọ vừa chuyển sự chú ý đến, liền thấy long chảo vung vẩy vài cái đầy trời, cả mấy trăm đạo bảo quang phát sáng lập lòe. Đám hộ pháp Long tộc Hải Thần Giáo, bình quân mỗi người đều tế lên hơn 10 đạo bảo quang, vùi hoa dập liễu, đánh một trận. Mấy đạo bóng đen kia bị xé tan nát trong nháy mắt. Lý Trường Thọ, không hổ danh là đại gia Long tộc hồng hoang, quả nhiên là vác tiền đập người. Nhưng ngay lập tức, trong lòng Lý Trường Thọ phát hiện ra không đúng. Vừa rồi mấy bóng đen kia có 2 vị chân tiên, 3 vị cảnh giới thiên tiên lao thẳng ra tự sát là có ý gì? Không đúng, tình hình này Lý Trường Thọ đã gặp qua ở đâu rồi? Huyết muỗi. Trong đầu Lý Trường Thọ vừa vặn hiện lên 2 chữ này. Trên không trung một đầu thương long kim quang lóng lánh đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Đôi mắt rồng của người này hóa thành huyết hồng, dương nanh múa vuốt đánh thẳng về đồng tộc. Tiếp sau đó, 3 đầu thương long khác xuất hiện dị trạng, hộ pháp Long tộc rơi vào cảnh đại loạn. Đúng lúc này, vẫn đang lẩn trốn bên trong giáo chúng phàm nhân, hơn 100 bóng người phóng lên không trung. Khí tức của đám người này hỗn tạp, cao thủ cảnh giới thiên tiên hậu kỳ cũng không thiếu, cả chủng người, yêu linh đều có. Mắt thấy cảnh này, cách xa cả vạn dặm, Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Vì sao thù? Vì sao oán? Văn đạo nhân này vẫn cố ý đối chọi với hắn không buông được hay sao? Muốn kết thúc nhân quả này, nếu bản thân có khả năng tự vệ tại hồng hoang, hắn nhất định sẽ xử lý văn đạo nhân mới được. Mà phải nói văn đạo nhân tìm được những cỗ khô lỗi này từ chỗ nào mà nhiều không đếm xuể như thế. Nếu như Lý Trường Thọ suy đoán không sai, có lẽ nàng đã lục soát cướp đoạt khắp 3.000 thế giới để kiếm được những huyết khô lỗi này về sử dụng. Trên chiến trường lúc này, cao thủ Long tộc đã lửa giận công tâm, nhưng mệnh lệnh của nhị thái tử vẫn văng vẳng bên tai. Một cao thủ Long tộc hét lớn, rút lui về sau. Ngay lập tức hơn 10 vị cao thủ Long tộc chưa ham chiến quá mức, chủ động phá vây. Toàn bộ đoàn đội chỉ để lại mấy bộ Long thi và mấy vị Long tộc đã bị huyết muỗi khống chế tâm thần. Còn lại dẫn quân chạy trốn về hướng đông nam. Phía sau đám huyết muỗi khô lỗi vẫn đuổi theo không bỏ, nhưng bay lượn vốn là thiên phú của Long tộc, khoảng cách trong chốc lát đã được kéo dài. Không lâu sau đó, trên con đường hộ pháp của Long tộc đang bay phía trước đột nhiên xuất hiện phục binh. Bị ngăn đường thối lui, bộ pháp của Long tộc nhanh chóng chuyển hướng Đông Bắc. Cả đám chạy trốn tỏ ra vô cùng chật vật. Lúc này, trong mấy chục vị hộ pháp Long tộc cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nếu không phải vì nhị thái tử nghiêm lệnh yêu cầu tuân thủ, bọn họ đã liều mạng, rồng chết lưới rách để bảo vệ sự kiêu ngạo của Long tộc. Ngoài ngàn dặm về phía nam, 3.000 tiên giao binh Long tộc đang trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen cũng từ bên ngoài mấy trăm dặm sơn cốc ở nơi nào đó lướt đến, quân số lên tới 3-4 ngàn. Mười mấy vị hộ pháp Long tộc đã trở thành mồi nhử hai mặt. Hết thảy quả nhiên như Trường Thọ huynh, à không, cao thủ phía sau huynh ấy biết trước tiền cơ. Đang cấp tốc hành quân trên không trung, Ngao Ất được hai vị Long tộc bảo hộ, trong lòng y cảm khái không thôi đối với luyện khí sĩ nhân tộc. Nhưng nghĩ kỹ chút, Ngao Ất thấy những lời này cũng không thỏa đáng. Nếu như có thể biết trước tiên cơ, sao không nói toạc ra, đây mới là chân chính liệu sự như thần. Đằng này cùng lắm, vị cao thủ nhân giáo kia chỉ là tính toán khả năng phát sinh tình huống và bày ra đối sách mà thôi. À, thế là Ngao Ất đổi thành cảm khái một tiếng. Cao thủ nhân giáo làm việc thực sự quá cẩn trọng. Chiến sự liên tiếp diễn ra, về cơ bản cũng là ăn khớp với 26 bước kế sách. Đám hộ pháp Long tộc miễn cưỡng chạy được tới mảnh rừng núi hoang vu, nơi mà đại quân Long tộc đang mai phục. Kéo theo phía sau là mấy ngàn kẻ địch cùng đến. Ngao Ất thống lĩnh 3.000 tiên giao, mấy chục cao thủ Long tộc gấp rút chạy đến. Cũng là kịp thời tiếp viện, làm dáng vẻ đối kháng chính diện, đại chiến bắt đầu. Nơi chiến trường rộng lớn, bốn phía rừng núi, hai bên chiến đấu giáp lá cà, dư ba chấn động khắp ngàn dặm. Đột nhiên, từ đâu xông ra 3.000 tiên giao binh chặn đường lui của mấy ngàn quân địch. Chỉ trong chốc lát, thương long đầy trời, giao long gầm thét. 6.000 tiên giao binh, hơn trăm cao thủ Long tộc vây quanh 3-4 ngàn huyết muỗi khô lỗi đánh cho tả tơi. Bóng người từ trên không trung rụng xuống lả tả như lá rơi mùa thu. Trước lúc bắt đầu đại chiến, Long tộc đã biết đối phương có thần thông khống chế tâm thần. Bản thân Long tộc đã lăn lộn không biết bao nhiêu tuế nguyệt tại Hồng Hoang, hiển nhiên đã tự có cách chống lại, chiến cuộc lập tức rõ ràng nghiêng về một bên. Mặc dù vậy, đám huyết muỗi khô lỗi có đặc thù không sợ chết, liều mình phản kích cũng khiến cho Long tộc gặp phiền toái không nhỏ. Đúng vào lúc này, nơi giao giới giữa Nam Thiên Bộ Châu và Tây Ngưu Hạ Châu, ở bên trong một động phủ bí ẩn ở nơi sơn dã, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng cau mày. Đám Long tộc này vì sao có một chút không giống Long tộc, còn biết cả thiết kế mai phục. Văn Tịnh đạo nhân cười lạnh, đối với việc mấy ngàn khô lỗi tử thương không cảm thấy gì. Chỉ là cần bản thân muốn thì lúc nào cũng có thể khống chế một nhóm như vậy. Nhưng chỉ có như vậy thì hôm nay tất vẫn phải chết. Luận về ám toán, đám Long tộc các ngươi làm sao vượt được bản tọa? Khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân mỉm cười, khuôn mặt trở nên sinh động mê người, đưa tay lấy ra một khối huyết sắc ngọc điệp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, ngọc điệp phát ra âm thanh vo ve vù vù. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở miệng. Các con, đi tiêu diệt nhóm tiểu Long Đong này đi. Ngọc điệp truyền ra âm thanh vù vù lập tức vang dội hơn. Phía tây nam của Nam Thiên Bộ Châu bị dính vào mai phục của binh mã Long tộc. Mấy ngàn huyết muỗi khô lỗi đã tử thương hơn phân nửa. Cách bọn họ hơn ngàn dặm, tại một chỗ trên núi hoang, từng con muỗi to màu đen lao ra, tuôn trào bay lên không trung. Bầy muỗi đen này khi bay lên không trung liền biến hóa thành những thân ảnh có khuôn mặt tương tự con người, mang trên mình giáp trụ màu đen. Trước mắt một cái, số lượng bóng người giáp đen đã vượt quá vạn. Bọn chúng bay trận thành một mảnh trời đen kịt tại không trung, vô thanh vô tức di chuyển lại gần chiến trường. Viễn cổ hung thú, huyết sĩ Hắc Văn. Nếu bàn về cá thể, bọn huyết sĩ Hắc Văn có thể so với một luyện khí sĩ nhân tộc cảnh giới chân tiên. Trong đó còn có không ít cá thể thực lực ngang ngửa với cao thủ nhân tộc. Nhưng điểm kinh khủng nhất của bọn chúng là ở khả năng hợp lực chiến đấu. Gần như lập tức một mảnh đen kịt tản ra huyết khí đầy trời, chen chúc lao về đại chiến Long tộc. Ở bên này, Long tộc sắp đại thắng khải hoàn thì đột nhiên cường địch xuất hiện. Tuy nhiên thấy trận Long tộc cũng không bị loạn. Ngao Ất nhanh chóng quyết định lệnh cho toàn quân ra tay giết sạch địch nhân đang giao chiến, đồng thời bày ra thế trận nhanh chiến. Vạn quân huyết muỗi trùng trùng điệp điệp tiếp cận, hơn 5.000 tiên giao binh đã kết thành trận phòng hộ. Ngao Ất âm thầm lau mồ hôi lạnh. Chỉ sau một lát đại quân huyết mũi cũng đã đánh tới, đại chiến thực sự sắp bắt đầu. Lúc này trong núi phía dưới đột nhiên xông ra một tiên quang ngập trời. Một tòa đại trận hình bát úp xuống bao phủ khu vực núi hoang trăm dặm bên trong. Sau đó tiếng ù ù từ sâu trong lòng đất truyền ra, từng đoàn tiên giao binh chui ra từ mặt đất bay thẳng lên trời. Từ phía bát phương, 9 tầng trời, thập địa, chính diện, 5.000 tiên giao binh đang bày trận phòng thủ, đột nhiên lộ ra long chảo dữ tợn, ngang nhiên tấn công thẳng về phía trước. Huyết muỗi là viễn cổ hung thú, nhưng long tộc cũng là chủng tộc viễn cổ bá đạo. Sao phải sợ mấy con muỗi nhãi nhép này? 2 vạn tiên giao binh cùng với hơn 300 cao thủ long tộc dàn trận, bắt đầu đánh đợt quân địch thứ hai. Đại chiến diễn ra ác liệt trên không, hơn 300 tráng hán xông ra từ trong rừng núi bên dưới. Cả đám vung cánh tay được nưỡng, quang mang phun trào ngưng tụ thành trường cung, kéo cung bắn mũi, đồng thời trong miệng đám tráng hán không hề ngừng gào thét, tỏ vẻ vô cùng khí thế. Lẩn trốn đã lâu trong đám tráng hán, hai đạo nhân giấy khiêng ra 2 túi đinh thú, thả những con ếch màu bích sắp ra khắp nơi. Chiến trường càng thêm phần ác liệt, đại cục đã định. Đứng tại vị trí chủ soái, Ngao Ất chăm chú nhìn chiến cục, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn lấy ra một tấm thẻ tre trong ngực, phía bên trên thình lình sách lược lui địch bước thứ 2, 17, đốt ra cho. Bây giờ là thời điểm mở ra cuốn này. Tại Đông Thắng Thần Châu, Độ Tiên Phong, Bách Phạm Điện. Làm sao xuất hiện nhiều huyết muỗi như vậy? Lý Trường Thọ vuốt mi, cẩn thận suy nghĩ. Văn đạo nhân muốn diệt Hải Thần giáo của hắn, chỉ cần phát động tập kích bằng mấy ngàn huyết muỗi khô lỗi là đủ rồi. Vì sao lại trực tiếp xuất ra hơn vạn huyết muỗi đạo nhân áo đen? Cũng may là trước đây mình đã thương lượng ổn thỏa với long tộc. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được việc này, nhưng bản thân nhìn thấy chiến cuộc cũng đã ổn định, kết cục chiến thắng chắc chắn thuộc về long tộc, nên cũng không quan tâm nhiều nữa. Lý Trường Thọ cất bước vào Bách Phạm Điện, đi về hướng quen thuộc của mình. Sau khi chào hỏi mấy vị trưởng lão quen biết, đút lót, hiếu kính chút rượu ngon và linh ngư, được các trưởng lão đồng ý, hắn mới trực tiếp đi vào Bách Phạm Điện, đi thẳng tới chỗ bức họa thánh nhân. Lý Trường Thọ lục lọi tìm tòi trong tay áo, lấy ra 3 cây cao hương lớn bằng ngón tay cái, dài 3 thước châm hương, cung kính cắm vào trong lư đồng. Đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mấy vị trưởng lão ngoại vụ quen thuộc không nói một lời. Lý Trường Thọ lui lại 3 bước, vén vạt áo đạo bào, thành thật quỳ xuống. Thánh nhân giáo giáo chủ tại thượng, đệ tử Lý Trường Thọ thành tâm cầu che đậy. Ban đầu mục đích của Lý Trường Thọ đến đây cũng chỉ là vì cầu an tâm, nên hắn cũng không đọc niệm, cũng không ấp ủ tình cảm gì. Hắn chỉ thắp hương thi lễ ở đây theo lệ cũ. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là hôm nay bức tranh thánh nhân nhẹ nhàng lắc lư, một tia đạo vận lưu chuyển xa, rơi vào trên người của hắn. Cây đơ thì quả cũng đơ. Thánh nhân thấy kẻ giả khờ cũng run. Tại sao tự nhiên lại linh nghiệm? Khóe miệng Lý Trường Thọ không ngừng co quắp, nhưng hắn vẫn giữ im lặng, dập đầu dâng hương, nín thở chờ tin tức. Tia đạo vận này giống như trước kia, khi Tử Ô sư bá và Hữu Độc sư muội khóc lóc, bản thân thì hao tổn không ít tâm trí sửa chữa kịch bản để cầu bức họa này hiển linh. Bây giờ chẳng tốn tâm sức chút nào cũng hiển linh. Lý Trường Thọ cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể giữ vững tinh thần, dập đầu thi lễ thật sâu. Nếu bản thân được thánh nhân lão gia nhìn thuận mắt, dù độ an toàn sinh mệnh không có nắm chắc, nhưng so với lúc trước thì chắc chắn sẽ ổn hơn gấp nhiều lần. Đợi hồi lâu mà không có gì khác biệt xảy ra, đạo vận kia vẫn luôn quấn quanh bản thân mình. Hắn trông chờ một lời giáo huấn cũng không thấy, cảm ngộ cũng không có. Lại thêm một lúc nữa, đạo vận vẫn còn, bức tranh đã bình tĩnh trở lại. 2 vị đạo trưởng ban nãy cảm giác được màn đạo vận này mặt đầy hồ nghi, vẫn chưa phát hiện ra thêm được gì. 2 vị này nhìn 3 cây hương cao, đoán giả đoán non. Chắc hẳn đây là do cách dâng hương đặc biệt khác đấy. Lại một lát sau, chỉ còn lại Lý Trường Thọ có thể cảm nhận được rằng đạo vận kia vẫn chưa tiêu tán. Bức tranh thánh nhân đã trở về bình thường. Việc hắn đến dâng hương cũng thường xuyên, nên các trưởng lão cũng không quan tâm đến nữa. Riêng phần mình Lý Trường Thọ vẫn lơ ngơ không hiểu, quyết tâm duy trì trạng thái dập đầu thi lễ, chờ đợi chỉ thị của thánh nhân lão gia. Đồng thời lúc này có một người khác cũng đang ngạc nhiên không kém Lý Trường Thọ. Tầng trời thứ 9, hậu viện Đâu Xuất Cung, dưới gốc cây già quen thuộc. Gió thổi hiu hiu, không khí thanh tịnh nhưng lại lộ ra một chút mùi hương kỳ quái. Hai tiểu đồng tử của lão quân đang thử luyện chế linh đan, dường như sắp thất bại. Dưới gốc cây, Huyền Đô Đại Pháp Sư mặc trường bào đen xếp bằng trên bồ đoàn, mặt nhăn nhó không ngừng bấm đốt ngón tay. Trong đầu y xuất hiện hình ảnh một vị đệ tử trẻ tuổi đang quỳ gối dập đầu trước bức tranh lão sư nhà mình, một lời cũng không nói. Tình hình này chắc chỉ vì quá kính yêu thánh nhân lão sư mà ra hay sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư không thể nào lý giải được, đành tiếp tục bấm đốt ngón tay cảm ứng. Càng suy tính, Huyền Đô Đại Pháp Sư càng cảm thấy khó hiểu. Tính tới tính lui, y chỉ có thể biết được vấn đề đang phát sinh ở Đông Châu Độ Tiên Môn, chỗ mà lần trước xém chút nữa bị người ta diệt môn. Còn vị đệ tử này câu chuyện gì lại quỳ như vậy thì không thể nào biết. Cẩn thận xem xét lại Độ Tiên Môn kia, các nơi vẫn an bình, không có chuyện gì lớn phát sinh. Huyền Đô Đại Pháp Sư lẩm bẩm một mình. Kinh động đến cả lão sư, nhất định là phải có việc lớn. Không có cách nào khác, Đại sư huynh nhân giáo đành thử tính toán xem những chuyện xung quanh vị đệ tử trẻ tuổi này. Kết quả có chút ý tứ, người nào đó đã giúp hắn che đậy thiên cơ. Huyền Đô nhíu mày, tay trái kéo một cái, đầu ngón tay chậm rãi vung vẩy, một hư ảnh Thái Cực Đồ xuất hiện trôi nổi trên lòng bàn tay. Tiếp theo, Đại sư huynh giơ tay bấm kiếm chỉ, điểm nhẹ vào Thái Cực Đồ một cái, nhắm mắt ngưng thần, tỉ mỉ xem xét. Rất nhanh, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã nắm được thông tin. Tên tiểu gia hỏa kia tên Lý Trường Thọ, đệ tử trẻ tuổi ở Độ Tiên Môn, tuổi tác chưa tới 200. Xong rồi. Huyền Đô vẫn còn chưa hết kinh ngạc, lại cẩn thận tỉ mỉ dùng Thái Cực Đồ thôi diễn tìm thêm tin tức. Sau đó liền nhíu mày. Chỉ là một vị tiểu đệ tử, còn mình thân là Đại Pháp Sư, đứng thứ hai nhân giáo, lại phải mượn uy năng Thái Cực Đồ để tính toán mà vẫn chỉ thu được vài thông tin ngoài để như vậy. Chuyện này có hoang đường không? Lại thêm một hồi tính toán, cuối cùng Huyền Đô cũng xác định được cách đây không lâu vị tiểu đệ tử này đã được lão sư nhà mình xuất thủ che đậy điều gì đó. Thật có ý tứ, lão sư bao năm chưa từng có ra tay. Từ sau khi đại chiến Vu Yêu, tiên hiền nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế quy vị Hỏa Vân Động, 6 vị thánh nhân ẩn cư không ra, tuyệt không hiển thánh trước mặt người khác. Nhưng lúc này lão sư lại chủ động ra tay, giúp đỡ che lấp thiên cơ cho một tiểu đệ tử có quan hệ đạo thừa xa xôi, bày khẩu đại bác bắn cũng không tới. Rốt cục là có chuyện gì? Dĩ nhiên Đại Pháp Sư cũng không dám đi hỏi thánh nhân lão sư của mình, vớ vẩn còn bị lão sư phạt cấm túc, mà mỗi lần cấm túc thì cũng cỡ vạn năm. Đơn giản hơn là đi ép cung hai vị tiểu đệ tử kia là được. Huyền Đô chậm rãi đứng dậy, trường bào mềm mại như dòng nước lưu chuyển bình thường, đáy lòng chợt nổi lên cảm ngộ. Long tộc nhập thiên, đây chính là nhắc nhở của thánh nhân lão sư. Huyền Đô cũng đã rõ ràng, vị đệ tử trẻ tuổi đang quỳ phục dưới kia chính là nhân vật mấu chốt cho chuyện Long tộc nhập thiên. Nhưng mà Long tộc nhập thiên như thế nào, vì sao lại nhập thiên? Vị đệ tử trẻ tuổi kia có tác dụng gì trong việc này thì Đại Pháp Sư cũng không biết. Suy nghĩ hồi lâu, Huyền Đô nhíu mày ca thán. Lão sư ơi là lão sư, người có thể trực tiếp truyền âm cho đệ tử một cách không phải đơn giản không? Chứ cứ thế này khiến đệ tử cảm giác pháp lực bản thân không có chút nào ý nghĩa. Vừa nói xong, Huyền Đô nhận được cảm ngộ một lần nữa. Lần sau nha. Huyền Đô cũng chỉ cạn lời, cúi đầu thở dài chán nản. Sau đó bước ra một bước, thân hình biến mất khỏi Đâu Xuất Cung. Tầng trời thứ 9, mây mờ mịt. Thần ra không biết quỷ vào không hay. Mấy bước đi qua muôn sông nghìn núi, Nam Châu cũng là đi qua. Chỉ trong chớp mắt, Huyền Đô đã xuất hiện trên không trung Độ Tiên Môn, đứng bên ngoài đại trận hộ sơn mỏng manh. Đại Pháp Sư vẫn thần không biết quỷ không hay, dùng tiên thức quét qua Độ Tiên Môn. Ở Độ Tiên Môn, luyện khí sĩ kết đạo lữ cũng rất nhiều. Thật là hợp ý đại sư huynh nhân giáo. Nếu có thể tăng cường độ hôn phối, sinh dưỡng thật nhiều thế hệ mới, nhân giáo lo gì không lớn mạnh. Không làm kinh động bất cứ ai, Huyền Đô đưa ngón tay chỉ hướng Phá Thiên Phong, thân hình lặng lẽ biến mất. Bách Phạm Điện, Phá Thiên Phong. Đúng lúc này, Lý Trường Thọ cảm nhận được đạo vận xung quanh mình đang chậm rãi tiêu biến. Vừa có chút nhẹ nhàng thở phào, vừa có chút mất mát thất vọng. Thánh nhân lão gia cũng không nói gì với mình. Hắn quả thực muốn nhai câu, Hải Thần giáo cứ lớn mật mà làm, sau lưng đã có thánh nhân ta che chở. Lắc đầu cười một cái, Lý Trường Thọ gạt bỏ ý nghĩ cuồng vọng của mình. Độ Tiên môn chỉ là do đệ tử ký danh thánh nhân sáng tạo ra, đến trưởng môn nhà mình sợ rằng cũng không được có đãi ngộ như vậy từ thánh nhân. Đây còn là chưa nói đến đùi gà này nổi danh thanh tĩnh vô vi, mặc kệ sự đời. Hay lại quỳ thêm một lúc nữa xem sao? Hắn đang suy nghĩ thì có tiếng truyền âm tới, ngữ điệu trong sáng. Đi 3000 dặm về hướng Tây Nam Độ Tiên môn, gặp ta. Hả? Lý Trường Thọ nhớ mày, tiên thức các nơi đảo qua một cái, rồi lập tức thu điểm. Không thấy ai. Hắn đứng dậy nhìn bức tranh thánh nhân một lần nữa, xác nhận không hề có chút ba động nào. Trong đáy lòng đầy nghi hoặc, quyết định tiếp tục tại đây lễ bái an toàn nhất. Người truyền âm cho mình nếu là cao thủ nhân giáo, tại sao không xuất hiện bên trong Độ Tiên môn? Rõ ràng có vấn đề. Lại có người truyền âm, vừa rồi chính là không nghe thấy ta truyền âm sao? Ta chính là nhân giáo đại sư huynh, người có thấy hành lễ trước bức tranh lão sư, hẳn có chuyện muốn cầu, đến đây gặp ta. Lý Trường Thọ thất kinh, sau đó liền nhanh chóng trở thành hồ nghi. Thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Bản thân chỉ dâng 3 nén hương, có hơi chút đặc biệt, cũng không cầu khẩn gì, sao có thể kinh động thánh nhân, khiến ngài phái đệ tử duy nhất đến giúp đỡ. Mặc dù biết đâu bất ngờ, nhưng dù sao muốn hưởng cơ duyên vẫn phải giữ được tính mạng. Lý Trường Thọ lẩm bẩm, tiền bối có thể chứng minh thân phận một chút không? Hả? Huyền Đô Đại Pháp Sư ngẩn ra, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Ta làm thế nào chứng minh ta là ta ư? Vị tiểu đệ tử này thực có ý tứ. Huyền Đô trầm ngâm 2 tiếng, dẫn âm cho Lý Trường Thọ nghe mấy câu Vô Vi Kinh, sau đó lại giảng thuật cho Lý Trường Thọ 2 câu, cũng là Vô Vi Kinh nhất mạch tương đồng, nhưng so với Vô Vi Kinh mà Lý Trường Thọ đã biết thì cao thâm hơn hẳn. Mặc dù vậy, ánh mắt Lý Trường Thọ vẫn thể hiện ra sự nghi ngờ, khiến Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng phải dở khóc dở cười, đành không cách không đưa một chút khí tức bản thân đến Lý Trường Thọ xem xét. Vị Đại Pháp Sư này rơi vào đường cùng, truyền âm thêm 4 chữ, Long tộc nhập thiên. Cuối cùng cũng chúc mừng Huyền Đô Đại Pháp Sư lấy được lòng tin từ Lý Trường Thọ. Thật ra thì Lý Trường Thọ dựa vào một tia khí tức kia đã biết được người đang truyền âm có tu vi kinh khủng khiếp. Nếu muốn ra tay với mình thì kể cả Độ Tiên môn hoặc nguyên cái Đông Thắng Thần Châu cũng có thể làm biến mất mà không ai hay biết. Trước mắt nhân vật như vậy, bản thân cũng chỉ có cách thành thật nghe theo. Lý Trường Thọ đứng dậy tại trong điện, biểu cảm bình thường, tìm các trưởng lão xin ngọc bài rời núi rồi đi ra ngoài. Ra khỏi Bách Phàm Điện, Lý Trường Thọ lại nói thầm một câu. Tiền bối, người cũng muốn gọi trưởng môn nhà ta đến. Không cần, một mình ngươi đi đến đi, nếu ta là kẻ xấu muốn hại ngươi, cần gì phải nói nhiều. Tiền bối chớ trách. Lý Trường Thọ lẩm bẩm, đệ tử nhất thời chưa biết làm sao, lập tức đến bái kiến tiền bối. Nói xong hắn chậm rãi cưỡi mây đi về bên ngoài sơn môn hướng Tây Nam. Huyền Đô Đại Pháp Sư thấy vậy cũng không có thúc giục hắn. Lý Trường Thọ cẩn thận quan sát cảm ứng thạch, thấy không có ai để ý đến mình mới hạ xuống một mảnh rừng, thi triển thổ độ cấp tốc vượt qua 2000 dặm. Trong lòng hắn suy nghĩ, hay là sử dụng gầy giấy thăm dò trước. Rất nhanh sau đó hắn liền bỏ ý nghĩ này, loại cao thủ như người kia bất luận có phải Huyền Đô Đại Pháp Sư hay không, mình cũng không thể che mắt. Chỉ có cách dùng chân thành đổi cơ duyên. Vừa đi vừa dùng tiên thức dò xét khắp nơi, Lý Trường Thọ không thấy người nào ở xung quanh. Nhưng khi chui ra từ trong lòng đất định cưỡi mây bay tiếp thì hắn chợt cảm giác có gì đó, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn lại. Bên trong thung lũng, một người mặc trường bào màu đen đang ngồi cạnh bờ sông, tay đang nhóm đống lửa ung dung tự đắc nướng mấy con cá. Chớp mắt một cái này, Lý Trường Thọ đã yên tâm phân nửa, hắn cưỡi mây chậm rạp hạ xuống, cách xa 10 trượng, chắp tay vái chào thật sâu. Đệ tử Độ Tiên môn Lý Trường Thọ bái kiến tiền bối. Huyền Đô Đại Pháp Sư lắc đầu thở dài, bưng cá nướng nói, ta tu hành cũng từng đấy năm rồi, chưa từng thấy qua vị tiểu đệ tử nào dài dòng như người. Hả? Huyền Đô Đại Pháp Sư đột nhiên phát hiện ra điều gì đó bất thường. Y quay đầu nhìn chăm chăm Lý Trường Thọ, nhịn không được cười phá lên. Bí pháp che giấu tu vi có một chút cao minh. Ta trước đây chưa nhìn kỹ, đã bị lừa rồi. Tu vi ngươi như thế nào vẫn chỉ là một vị đệ tử. Ở Độ Tiên Môn đúng ra ngươi phải có vị trí trưởng lão rồi chứ. Lý Trường Thọ trầm ngâm cúi đầu. Đệ tử độ kiếp mới hơn 10 năm. Khi độ kiếp may mắn được cơ duyên phi thăng, đạt được tu vi như vậy. Nhưng trước khi độ kiếp đệ tử chỉ là một đệ tử phổ thông của tông môn. Bây giờ đột nhiên bày ra tu vi thật của bản thân, sợ rằng đồng môn gán cho là dị loại. Cho nên đệ tử mới dùng cách này, tuyệt không có ý giấu giếm tiền bối, cũng không hề có chút nào ác ý với đạo thừa nhân tộc. Huyền Đô chậm rãi gật đầu. Chuyện này cũng là chuyện nhỏ thôi. Lại đây ngồi đi, người càng giữ lễ tiết ta càng không vui. Nhân giáo chúng ta sao có lắm quy củ như vậy. Bây giờ ta có chút rõ ràng vì sao lão sư lại muốn ta tìm ngươi nói chuyện. Phi thăng giả không hiếm, nhưng phi thăng như ngươi quả là hiếm thấy, là một nhân tài. Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười, lúc này mới dám quan sát tỉ mỉ vị nhân giáo đại pháp sư này. Cảm giác đầu tiên chính là phổ thông. Cẩn thận lĩnh hội lại cảm thấy như núi cao sông lớn, nhưng không mang cảm giác áp bách, lại càng không hề thể nào nhìn thấu một chút. Đại pháp sư chỉ tùy ý ngồi ở đây, trong tay cầm nhánh cây đơn giản nướng cá, lại phảng phất như là tương dung cùng với tự nhiên, hô ứng cùng với thiên địa, hòa thành một thể. Đến lúc này Lý Trường Thọ dám xác định đây chính là người đứng thứ hai nhân giáo đương thời, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thất thần cái gì vậy? Lần đầu đệ tử được gặp cao thủ như tiền bối, cảm giác mình vẫn như đang nằm mơ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, hướng về phía trước hai bước, ngồi trước mặt Huyền Đô chủ động đưa tay. Hãy để đệ tử nướng. Ngươi cũng biết trên biết dưới đấy. Trưởng bối có việc muốn làm, đệ tử gánh vác là chuyện đương nhiên. Nghe lời như vậy Huyền Đô cười đến híp cả mắt, thêm một thanh củi vào đống lửa, duỗi lưng nghỉ ngơi. Đại Pháp Sư nhớ ra chuyện gì đó thuận miệng. Đúng rồi, lúc trước ta đã làm hư tượng nhân duyên của ngươi, đã kết một chút duyên phận với ngươi. Sau đó có gửi Độ Ách đạo hữu chuyển tặng ngươi viên linh đan, ngươi phục dụng rồi chứ, hiệu quả ra sao? Đệ tử vẫn chưa dùng. Lý Trường Thọ cười. Thân thể đệ tử cũng không vấn đề gì, viên đan dự định tặng cho gia sư. Đại Pháp Sư, đệ tử xin mạo muội hỏi một câu, gia sư đệ tử là Trọng Tiên, thật sự chỉ có thể tu hành đến chân tiên sao? Trọng Tiên vốn là địa tiên chi đạo, chỉ có thể tu thành chân tiên. Huyền Đô chậm rãi gật đầu. Ngươi cũng nên bớt đau buồn. Lý Trường Thọ. Thôi, nói chuyện phiếm đủ rồi, ngươi nói đi, có việc gì khó khăn, lão sư muốn ta tìm tới ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Còn nữa, quan hệ giữa ngươi cùng Long tộc như thế nào? Lý Trường Thọ khóe miệng cười khổ. Đại Pháp Sư có biết qua Hải Thần Giáo chứ? Huyền Đô bấm tay suy tính, liền nói. Gần đây có nghe qua thiên đình đồn rằng Ngọc Đế tiểu sư thúc tán thưởng thần giáo này, muốn quy tụ giáo phái này về thiên đình. Lý Trường Thọ thở dài chậm rãi nói. Đệ tử chính là giáo chủ Hải Thần Giáo. Ồ! Huyền Đô hai mắt tỏa sáng. Ngươi còn chưa đủ 200 tuổi sao có thể trở thành giáo chủ Hải Thần Giáo? Năm xưa ta cũng cho người âm thầm xây dựng thần giáo của mình, chưa được mấy năm điền học. Không, mau nói chuyện là như thế nào? Ok, tập này dừng đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.